Xin chào các bạn. Chắc có lẽ những người xem video này đã quá quen thuộc với đá mài và gem rồi. Chúng là những viên đá lấp lánh đủ màu sắc, vô cùng bắt mắt với khả năng tăng cường sức mạnh cho thân thạch của bạn. Tuy nhiên, việc sở hữu đúng loại mà bạn cần thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi sử dụng đá mài, chúng sẽ tăng cường chỉ số phụ cho thân thạch. Dòng chỉ số được tăng sẽ chuyển sang màu vàng. Còn gem thì có khả năng thay đổi ngẫu nhiên một chỉ số phụ sang một loại khác. Vấn đề là chúng bị giới hạn theo các loại ấn thạch. Nhưng giờ với sự xuất hiện của Mekong Tartarus, bạn có thể thu được đá mài và gem cổ đại. Chúng có cùng công dụng như đá mài và gem bình thường, nhưng đặc biệt, chúng không bị giới hạn theo các loại ấn thạch. Tức là bạn có thể sử dụng chúng với bất kỳ loại ấn thạch nào mà bạn muốn. Ví dụ, bạn muốn tăng cường hay thay đổi chỉ số phụ của ấn thạch tàn bạo, nhưng bạn lại không có đá mài hay gem cùng loại. Thay vì lao đầu vào đột kích để kiếm bằng được đá mài và gem cùng loại với ấn thạch mà bạn muốn nâng cấp, thì hãy sử dụng đá mài hoặc gem cổ đại. Bạn có thể nâng cấp chỉ số phần trăm HP bằng đá mài cộng phần trăm HP. Và để có được đá mài và gem cổ đại, đơn giản là hãy tiến vào Mekong Tartarus thôi. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.